nay tôi sẽ trải nghiệm một cái chuyến du lịch ra đảo đảo Hòn Câu. À, bây giờ là cái chuyến xe điện sẽ đón chúng tôi ở cái chỗ ở đây. Đấy. Dịch vụ xe điện ở Côn Đảo thì hiện nay rất là phổ biến. Bên đây phải không? Bên đây ghế. Dạ, ok. À, chào anh. Xe điện là mình bắt đầu từ mấy giờ sáng anh? 5-6 giờ. Dạ. Mình có đón khách dọc đường không hay là phải đặt tour? Dạ, cũng có đón khách dọc đường. Nếu mà khách thuê cái xe điện này một vòng đi quanh Côn Đảo thì là bao nhiêu tiền này? Vòng quanh trung tâm thị trấn này à? Vâng. À, nó có hai mức, có một mức thì khoảng độ 250, một mức khoảng độ 350. À, rồi. Thế à? Thì có 250 mới 350 thế à? Vâng, 250 mới. À, đi vòng trong trung tâm thị trấn này. À, thế à. À. Thế nếu mà thuê xe điện mà ra tận sân bay thì bao nhiêu? Dạ, nó khoảng độ... Ở đài truyền hình thì ra nó khoảng tầm 320 ngàn. À, rồi, hay quá. Rồi. Bây giờ thì chúng tôi bắt đầu xuất phát đi ra cái điểm để lên tàu và đi ra đảo Hòn Câu. Ngắm đằng sân hồ rồi. Côn Đảo hôm nay thì trời nắng nhưng mà không khí thì cũng rất là mát vì nó gần biển. Chạy xe điện này lâu chưa? Dạ em chạy hơn 5 rồi. Hơn 1 năm rồi. Cái lượng khách có đông không anh? Đông rồi. Thì người ta rất thích đi. Hiện nay là có bao nhiêu cái xe? Có 34 chứ. 34 chiếc xe. Dạ dạ. Rất là nhiều xe đấy chứ, đúng không? Như vậy là hiện Côn Đảo đã có tới 34 cái xe điện như thế này. Nên nếu các bạn ra Côn Đảo thì hoàn toàn có thể thuê những chiếc xe như thế này. Giá cả cũng rất là phải chăng. Chiếc xe đi được hàng chục người trên một cái chuyến xe như thế này. Côn Đảo thì cũng nhỏ thôi, cho nên là xe điện chạy một tí thì chúng ta đã thể nhìn thấy biển. Đây là khu vực cầu tàu và bến tàu khách ở đây. Và đây là các cái tàu sẽ đón khách ở ngay bến này. Bến khách này thì ở trước huyện ủy của Côn Đảo. Chào anh, cái thuyền này là để mình làm gì anh? Để mình bơi ra bơi vô ghe nè. À, trước là mình chỉ chuyển cái đồ ra thôi à? Rồi mình đi vô ra đi vô ghe mình nè. À, đi ra cái ghe kia. Anh hay đi câu hay là đi đánh lưới? Lặn. Đi lặn á? Thế à? Thế là anh hướng dẫn khách du lịch lặn à? Không, mình lặn. Tự anh lặn á? Lặn làm gì ạ? Lặn bắt cá. À, hôm nay có bắt được không anh? À, có mà bán hết rồi. Được, hôm nay được bao nhiêu? Bán hết à, chứ ngoài à. Thế à? Anh lặn có thiết bị lặn không? Có. À, có thiết bị lặn. Và lặn xuống thì mình dùng cái gì bắt cá? Vợt. Dùng vợt ra, nó nhiều cá thế cả. Ôi tuyệt vời Côn Đảo. Anh lặn vào buổi nào ạ? À, vào nắng đêm. À, ban đêm mới lặn được. Hay. Yeah. Nước biển ở đây rất là trong. Có thể nhìn xuống đến dưới đáy cát. Những chiếc tàu du lịch thì thường được lắp bằng cái máy của Yamaha. Quay lưng cho cái này cái.
Rồi hôm nay chúng tôi đi chuyến tàu này thì đi cùng với lại một số bạn là phóng viên của đài truyền thanh truyền hình Côn Đảo. Các bạn cũng có một cái chuyến đi để làm cái phim du lịch. Ông Hồng đang ngồi chỗ gốc đa đó nha. Rồi. Bao nhiêu mình nói lên nè. Hai hết, còn hai hết. Hết rồi đó. Có bao đây? Ai biết bơi sao? Còn sang đây bữa đi. Mà biết được con không? Qua đây một hai người vậy đi. Mặc luôn đi rồi qua bển rồi đó. Thôi từ. Đi khủ chưa? Tàu xuất bến lúc này là 9 giờ và chúng tôi sẽ trên đường đi ra đảo Hòn Câu. Đảo này có còn động vật hoang dã không này? Dạ còn chứ. Dạ. Nó có những cái loại nào? Thì thú nhỏ như chim tỳ đà, sóc rồi gà rừng. Chim sóc gà rừng vẫn còn. Còn. Khỉ. Khỉ đó. Nhưng mà mình lên thì chắc rất khó đúng không? Không dạ cần. Đi phải im vậy lần mới thấy. Bãi cát này thì rùa có lên đẻ không anh? Dạ có. Có lên được. Rồi, có. Rùa nó cũng lên được. Chống không được bỏ con nước á. Chống chỉ định nước đúng không? Bắt đầu lên đi, bắt đầu lên đi. Dục cái này, thấy cái này. Đây thì có thể nói là một cái bãi biển tuyệt đẹp, bởi vì cái độ trong của nước, độ trong và tinh khiết của nước biển rất là tuyệt vời. Với một cái phong cảnh còn rất là đẹp. Lượng khách ra thì cũng chưa là nhiều, như hôm nay thì có khoảng mấy chục người đi hai cái cano ra đây đầu tiên. Ở trên đảo thì vẫn còn rất nhiều những cái cây dừa như thế này. Và trời hôm nay thì trong xanh. Những cây dừa ở đây cũng có những cái sức sống rất mãnh liệt để chống lại thiên nhiên khắc nghiệt. Đó. Qua năm tháng thì chúng ta có thể thấy là cái thân dừa bổ làm đôi. Nhưng nó vẫn có thể tồn tại ở trên đảo này.
tôi thấy là có rất nhiều điểm tác động vào tôi và tôi rất thích. Nhất là khi thấy làn nước rất là trong xanh, bờ cát rất trắng mịn và rừng núi thì rất là xanh tươi và có những cái gờ đá nữa. Rồi tôi rất là thích các cái yếu tố thiên nhiên ở xung quanh bên mình. Vâng. Em có hay ra đảo này không? Em á? Em có nhà ở đây anh. À, có nhà ở đây phải. Ở đây á? Vâng. Đây hồi à? Nhỏ em học ở đây. Như người à, mình... không bà ra cái hòn cao này chứ. Hòn cao lần đầu tiên em ra. À, lần đầu tiên dạ. À, rồi. Thế cũng nhiều người lần đầu tiên ra đúng không? Vâng. Thích thiệt. Hay. Nào chán đời mà ra đây ha. Có thêm một em nữa. Ừ. Phải có một em nữa sinh ra. Đúng rồi. Ở theo kiểu Robinson đó thầy. Ừ. Trồng rau xong mà nuôi thêm vài con gà. Ai cho trồng rau ở đây? Có chứ, đất ở đây bạc ngàn thì muốn trồng trồng gì. Thế á? Vâng, ở trên người ta trồng nguyên một cái đám sau ở trong về. À, mà chưa ra sao đúng không? Rồi. Rồi có một em thủ thủy ha. Cũng vậy. Cảm giác lần đầu mà của em có ở con đảo không? Dạ. Em là ở đây là cũng được cũng 6 năm rồi đấy. 6 năm rồi. Thế cảm giác ra đây thì thích cái gì nhất? Dạ là khoáng sơ nhất, không khí rồi biển rồi gọi là gió trời tất tật luôn thầy.